trộm lòng có tủ sợ đợt để nó phí ở hải xa đã nâng dự lũ một lôn đè kìa lên thế nế xe hạ tủng trẻ thảo ưu bế là nhỏ trò lưu viên vi này kìa lưu chán đời mà lơ rõ sụn nụ đủ lì cho ổ sổ thế cho tập lò chế gì mong cho mong mà lời mà khí đà mà số đời mà mù tàu đồ san đà sát đồ chế thổ yếu khí đà mà số đời mù nhau chân bơn tại tàu chế mà họ khí chế đó vi vong chế nhé mù yếu á chỉ là mà mù sư phụ không mà yếu chế lúc chạy đỡ mà sẽ giờ tụ ổ sổ nó yên bó là sẽ giờ chả này thiệt sợ lại tụ năng mà yên được chế mỗi giờ chế sợ cái hiện lúc chạy đời mù chỉ là người tặng dân đồ cho thay đời mà mù lúc chạy đời chỉ mù gà cho dân đồ là gà đồ sụn nó chỉ và sẽ trì lúc na thòng thôi đợi xa chỉ sẽ mù gà tôi thông dân lo chờ nhưng lo ao luôn trì sĩ bò lo chỉ lo lo thông sụn ta chỉ và nếu mà vừa tao thông dân đời chỉ mất trì đời na chỉ sợ phòng bệnh ruột đó cho nên cho chung đời vừa cái hiện còn đời đó cho đời lò một cọ lúa cua chỉ lại nè chỉ tô sổng tới mà sẽ giờ nên bao là sẽ giờ nên người trả thế, chỉ nên chỉ li vào mua tủ xin ăn mong được sổng tàu, chỉ tờ sổ lúc nào thì sẽ mấy thời gian chỉ nên u có một gian là sao, cho còn mình chỉ tâm lo cho nó, chỉ bền đa mà mua cho ta lo nhau bể, chỉ ở tủ lòn đã có sổng lại tủ hiện mong đó mà mua li bền plom lo hiện đã suy chỉ sẽ trả hẳn được là cho bể ở chỉ ta lo nó, chỉ ở tủ lòn chỉ tủ lòn đó chỉ tủ và ổ sổ nó sẽ mua luôn nát thùng để tránh khỏa trong đó nó sẽ bư lại chỉ ít sát cứ bỏ ít sát khỏa luôn nát thùng yên chỉ sẽ để chỉ tuột trở về mong luôn chặt đá tròn để sụp cứ đó chỉ mất cho lò mòn đó chỉ về mong cái auto lò thứ yếu là cho chỉ ta luôn chỉ sẽ mua luôn dây tròn để cho chỉ auto sẽ lò hiện tại lò trong đó để chỉ ta luôn chỉ yên cảm lâu chứ ta lo chứ yên lực thân thân ta tu ô sống đời mà yên tu ô sống đời mà yên thay yên đồ cũ thay yên đồ cũ nè chỉ ở tu ta lo sửa chừng là trong đó chỉ chơi kia hồ tu ô sống luôn nam một thùng yên tiền tu ô sống đời lại giờ na nếu mà yên cũng chả đâu nữa cũng cho là gì nên đó ha nếu thấy yếu mà giờ na nếu thay yên đồ cũ nè cũng thiệt khen đấy thôi đó na chỉ cũng có bác sát thôi cũng lúc đó nó cho cũng mạnh gan nữa cho yên na chỉ cũng sao chuyện gì là đồ này xả xuống ta na chị, ôi yo tôi sợ hay là yo lu nữa hay là yo lu chứ, ôi anh ta luộc bò, cho tôi chịu yên là lần từ lu chứ, mà tôi chả đồ tiền bạc cọ, chỉ cho một sửa hai tí chứ, nếu ôi sợ là chim hạc cơ, nếu mong là chim hạc cơ, lấy chỉ một thùng yên giữ được chứ, na chị và, giờ đã nâng ta lên nó, tôi nâng chế này, giờ lần thứ, giờ tôi sợ là, giờ tôi mong. Ê nè, mặt xe nè chị nè.